Buồn đến đau lòng, siêu bão Noru cuốn bay nền kinh tế Philippines phải mạnh mẽ đến khi nào? Do tính chất địa lý và khu vực lãnh thổ, quốc gia Philippines mỗi năm đều hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn nhỏ. Vậy tại sao khu vực Philippines lại phải đối mặt với thiên tai khắc nghiệt như vậy? Thủ phạm chính là phát thải khí nhà kính từ các hoạt động của con người. Vào năm 2019, Philippines đã có một tuyên bố mạnh mẽ về thế giới khi đưa 1.500 tấn rác thải đổ trái phép trở lại Canada. Tuy nhiên, các cường quốc vẫn chỉ ưu tiên tài nguyên khoáng sản chứ không phải là con người và hành tinh. Đang nói việc các quốc gia xả rác khí thải ra môi trường lại khiến Philippines luôn là nước đầu tiên hứng chịu những cơn thịnh nộ từ Biển Đông. Theo thống kê, sau cơn bão Rai năm 2021, có tới 535.000 ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng, sản xuất ngừng trệ và kinh tế bất ổn. Vậy mà hôm qua, Philippines lại đón siêu bão Noru lớn nhất trong lịch sử, ánh mắt đượm buồn bất lực của bác nông dân chụp tấm ảnh cuối cùng với cánh đồng lúa của mình trước khi cơn bão tới thật khiến chúng ta đau lòng thay. Chỉ sau một đêm, Philippines trở nên tang hoang, những con số đau lòng về người và của vẫn không dừng lại. Liệu người dân Philippines sẽ phải sống tiếp trong hoàn cảnh này tới khi nào? Một câu hỏi mãi chưa có lời giải.